Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ không bị dai cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Cá sấu, như chúng ta vẫn gọi, không phải chỉ có một loài duy nhất. Các loài cá sấu còn sống ngày nay có số lượng khá đông đảo, lên đến 26 loài khác nhau. Dù những loài này chia sẻ một số đặc điểm chung như lối sống bán thủy sinh, móm dài, da sần sùi, cấu trúc cơ thể bền bệt và là những kẻ săn mồi nguy hiểm, nhưng chúng ta vẫn có thể phân chúng thành những nhóm khác nhau dựa trên những đặc điểm khác biệt về ngoại hình. Nhóm thứ nhất là nhóm cá sấu mõm ngắn, gồm những loài giống như cá sấu Bắc Mỹ hoặc cá sấu Cayman, với đặc trưng là phần mõm ngắn hơn so với những loài cá sấu khác. Nhóm thứ hai là cá sấu chuẩn, gồm những loài chủ yếu nằm trong họ Crocodilidae, còn gọi là họ cá sấu, với loài nổi tiếng nhất là cá sấu nước mặn Crocodylus porosus. Nhóm thứ ba là cá sấu mõm dài, theo phân loại khoa học thuộc họ Gavialidae, tức họ cá sấu mõm dài, bao gồm những loài như cá sấu mõm dài Ấn Độ, cá sấu mõm dài Mã Lai. Cá sấu ngày nay vốn đã là những kẻ săn mồi rất đáng sợ rồi, nhưng trong quá khứ, chúng thậm chí còn đáng sợ hơn khi từng có những phiên bản khổng lồ hơn tồn tại và thống trị sông nước. Mê Khủng Long từng giới thiệu đến các bạn Purusaurus, một phiên bản khổng lồ của cá sấu Cayman thuộc nhóm mõm ngắn, hay Deinosuchus là tiền bối của những loài cá sấu mõm ngắn Bắc Mỹ. Vậy thì còn nhóm cá sấu mõm dài thì sao? Phiên bản khổng lồ của chúng là gì? Nếu các bạn chưa biết thì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Gryposuchus, tiền bối khổng lồ của các loài cá sấu mõm dài nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Mười triệu năm trước, tại vùng đất ngày nay là Nam Mỹ, những khu vực đầm lầy và sông nước tại Nam Mỹ khi đó có thể là một quang cảnh tuyệt vời và hùng vĩ nếu bạn chỉ là người ngắm cảnh và không phải sống trong đó. Còn nếu bạn là một cư dân của hệ sinh thái rừng rậm và sông hồ Nam Mỹ thuộc thời đại này, đó có thể là một cơn ác mộng, bởi ngay cả việc uống nước cũng có thể là một chuyến đi một đi không trở lại. Ở dưới nước, những kẻ săn mồi đáng sợ có thể đang rình rập dưới làn nước đục ngầu, và chỉ một thoáng sơ hở thôi, bạn có thể trở thành bữa tối cho một con Purusaurus đang thèm khát thịt tươi để lấp đầy cái dạ dày trong cơ thể khổng lồ của nó. Và nếu bạn không phải một sinh vật sống trên cạn, mọi thứ cũng chẳng dễ dàng hơn nếu bạn sống dưới nước, chẳng như bạn làm cá. Bạn sẽ chẳng thể tung tăng bơi lội và tận hưởng dòng nước mát lạnh nếu biết rằng đằng sau bạn đang có một cái bóng dài đến 10 mét dí sát đít. Đó chính là Gryposuchus, hung thần săn cá thế trung tần của Nam Mỹ. Chúng sống gần như cùng thời và gần như chia sẻ chung một hệ sinh thái với Purusaurus. Hãy tưởng tượng mà xem, bạn có hai kẻ săn mồi bán thủy sinh với kích thước trên 10 mét chung một dòng nước. Lúc đó bạn hãy hiểu câu không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông thành nghĩa đen. Gryposuchus được phát hiện lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 20. Và điển hình của Gryposuchus là Gryposuchus chesei, được đặt tên dựa trên một mẫu hóa thạch mõm được thu thập dọc theo sông Pauini ở Brazil vào năm 1912. Cái tên Gryposuchus có nghĩa là cá sấu mũi cong. Tuy nhiên, cũng như các mẫu định danh của Spinosaurus và các Carodontosaurus, mẫu định danh của Gryposuchus chesei có thể đã bị phá hủy trong một cuộc không kích của quân đồng minh trên đất Đức, lần này là tại Hamburg vào năm 1943. May mắn là có một mẫu vật khác gồm xương hàm trên và hàm dưới không nguyên vẹn được phát hiện trên lưu vực sông Amazon ở Brazil và sau đó cũng được gán cho loài Gryposuchus chesei. Đến năm 1982, một loài khác của chị Gryposuchus được định danh, đó là Gryposuchus neogaeus, với các mẫu vật được khai quật và mô tả từ Argentina. Trước đó thì người ta cũng phát hiện các hóa thạch tương tự ở Colombia vào năm 1965, nhưng gán chúng cho chị cá sấu mõm dài Ấn Độ còn sống. Và sau này thì sai lầm này mới được sửa chữa và các mẫu vật ở Colombia được dùng để định danh loài thứ ba, Gryposuchus colombianus. Đến năm 2008, chúng ta có thêm loài thứ tư là Gryposuchus croizeti, từ hóa thạch ở Venezuela, và cuối cùng là Gryposuchus pachacamue, đến từ Peru được định danh vào năm 2016. Với số lượng loài như vậy cộng thêm sự phân bố rộng khắp trên nhiều quốc gia ở khu vực Nam Mỹ, cùng khoảng thời gian tồn tại lên đến hơn 10 triệu năm, kéo dài từ khoảng 16 triệu cho đến 5,3 triệu năm trước, chúng ta thật sự cảm nhận được rằng Gryposuchus đã rất thành công trên phương diện một kẻ săn mồi khổng lồ. Chúng thậm chí đã đạt đến kích thước trên 10 mét, là một trong số ít những chỉ cá sấu hay Pseudosuchia trong lịch sử làm được điều này. Trong số 5 loài thuộc chi Gryposuchus, loài lớn nhất là Gryposuchus croizeti. Dựa trên hóa thạch hộp sọ được thu thập tại Venezuela, các nhà cổ sinh học ước tính loài Gryposuchus này có thể dài 10,15 mét, giúp chúng trở thành một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, cùng với Deinosuchus và Purusaurus. Tuy nhiên, một số ước tính cho rằng Gryposuchus với chiều dài trên 10 mét của mình nặng chưa đến 2 tấn, hay cụ thể hơn là 1.745 kg. Đây có thể là một ước tính hơi đánh giá thấp cân nặng của Gryposuchus và có lẽ sẽ phải cần những ước tính chính xác hơn trong tương lai. Một ứng viên cá sấu khác cũng có thể đạt kích thước trên 10 m, hay thậm chí có những ước tính rất ảo như 15 cho đến 18 m là Gryposuchus, chỉ cá sấu móng dài thiên sử đến từ Ấn Độ. Tuy nhiên, hóa thạch của chúng không được đầy đủ như Gryposuchus, do đó những ước tính của chúng không đáng tin cậy bằng. Với những đặc điểm hình thái hết sức rõ ràng của hộp sọ, đặc biệt là chiếc mõm dài và hẹp, Gryposuchus được xếp vào họ cá sấu mõm dài Gavialidae, nghĩa là chúng có họ hàng rất gần với hai loài cá sấu mõm dài còn sống ngày nay là cá sấu mõm dài Ấn Độ và cá sấu mõm dài Mã Lai. Trong nhiều phân tích, chúng còn là loài điển hình của một phân họ riêng là Gryposuchinae, gồm những loài cá sấu mõm dài sống chủ yếu ở Nam Mỹ và Thế Trung Tân. Thế Trung Tân cũng là giai đoạn duy nhất trong lịch sử mà người ta chứng kiến sự hiện diện của các loài cá sấu mõm dài ở Nam Mỹ. Phân họ Gryposuchinae được xem vào danh pháp chị em với cá sấu mõm dài Ấn Độ ngày nay. Gryposuchus có lẽ là chi thành công nhất trong phân họ của nó, với sự tồn tại có thể bao trùm gần như toàn bộ Thế Trung Tân và phạm vi phủ rộng từ Venezuela cho đến Argentina. Sự thống trị này có thể là do Gryposuchus là một trong hai loài trong phân họ thích nghi với nước ngọt, ngoài Hesperogavialis, trong khi các loài khác cùng phân họ chủ yếu là động vật săn mồi ở cửa sông, ven biển hoặc biển. Điều này chắc chắn đã giúp Gryposuchus tận dụng được các hệ thống đường thủy và đầm lầy rộng lớn của những gì sẽ trở thành lưu vực Amazon ngày nay. Hóa thạch của Gryposuchus được phát hiện rộng khắp từ các hệ tầng ven biển và nội thủy như hệ tầng Urumaco ở Venezuela cho đến các lưu vực thoát nước ở phía Bắc vào tận Argentina. Điều này trái ngược với hầu hết các loài khác trong phân họ, chỉ giới hạn ở một số thời kỳ nhất định gần hoặc trên bờ biển, ngoài trừ Hesperogavialis xâm nhập vào Brazil vào cuối Thế Trung Tân. Và như đã nói, giữa Gryposuchus và một chi cá sấu khổng lồ khác là Purusaurus có sự trùng lặp về niên đại cũng như phần lớn các khu vực phát hiện hóa thạch, cho thấy chúng có thể đã chung sống với nhau trong một khoảng thời gian dài. Như người ta vẫn thường nói, một núi không thể có hai hổ, vì cùng một môi trường liệu có thể tồn tại hai chi cá sấu săn mồi có kích thước gần ngang nhau hay không? Chúng ta hãy cùng nhắc lại một thuật ngữ mà Mê Khủng Long đã từng đề cập nhiều lần, đó chính là phân chia ngách sinh thái. Thuật ngữ này đề cập đến quá trình mà sự chọn lọc tự nhiên đã thúc đẩy các loài cạnh tranh đi theo các mô hình sử dụng tài nguyên sinh tồn khác nhau hoặc các ngách khác nhau. Thế lấy ngay trường hợp của Gryposuchus và Purusaurus làm ví dụ. Cùng là kẻ săn mồi, nhưng chúng sẽ có thực đơn khác nhau để tránh phải đối đầu nhau trong những cuộc đi săn. Purusaurus có thể tập trung vào những loài động vật lớn sống trên cạn, chẳng hạn như thú và chim lớn. Trong khi đó, Gryposuchus sẽ có thực đơn thiên về động vật thủy sinh như cá nhiều hơn. Cái mõm dài của chúng hoàn toàn thích hợp cho việc săn cá. Như vậy, cả hai có thể tồn tại bên cạnh nhau mà không phải tiêu diệt lẫn nhau. Tuy vậy thì một số nhà nghiên cứu cũng cho rằng sự chạm trán giữa cả hai trong cùng một môi trường vẫn có thể xảy ra dù không được thường xuyên. Purusaurus với kích thước nhỉnh hơn Gryposuchus một chút, cùng lực cắn áp đảo, có thể là kẻ giành chiến thắng trong những cuộc đối đầu như vậy. Nhưng đây vẫn chỉ là một giả thuyết phỏng đoán và cần có thêm những bằng chứng hóa thạch trực tiếp để khẳng định. Vậy tại sao Gryposuchus lại tuyệt chủng? Cũng như Purusaurus, nguyên nhân tuyệt chủng của Gryposuchus cùng nhiều động vật lớn sống tại Nam Mỹ và Thế Trung Tân vẫn là một bí ẩn. Giả thuyết được đề cập nhiều nhất về sự tuyệt chủng của chúng chính là biến đổi khí hậu. Sự biến đổi khí hậu vào cuối Thế Trung Tân đã ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của Gryposuchus. Sự nâng cao của dãy Andes và sự thay đổi của hệ thống thoát nước Amazon đã tạo ra lưu vực Amazon hiện đại, chuyển hướng thoát nước từ phía Bắc Caribe sang Đại Tây Dương mát hơn. Điều này đã làm thay đổi môi trường sống từ các đầm lầy rộng lớn thành hệ thống thoát nước sông hoàn chỉnh, làm giảm không gian sống và nguồn thức ăn của Gryposuchus. Bên cạnh đó thì sự khô hạn đồng thời của nội địa Nam Mỹ và các lưu vực đầm lầy ngoại vi biến mất đã hạn chế không gian và nguồn thức ăn của Gryposuchus. Những thay đổi này đã làm giảm khả năng sinh tồn của các chi cá sấu lớn, tiêu tốn nhiều thức ăn và chuyên biệt ăn cá như Gryposuchus. Trong những biến động như vậy, những kẻ có chế độ ăn đa dạng, kích thước nhỏ thường có lợi thế hơn. Cho đến nay thì Gryposuchus, dù là một trong những loài cá sấu lớn nhất từng tồn tại, vẫn còn được nghiên cứu rất hạn chế. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều nghiên cứu về Gryposuchus hơn để chúng ta có thể hiểu thêm về chi cá sấu khổng lồ này. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký cũng như theo dõi để cập nhật các video mới trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.